bộ này đẹp dã man, em mà mặc vào thì chắc là hết nước chấm. Này, lên trên nhà, mở tủ ra, nhìn vào bên trong, rồi lấy mấy cái bộ quần áo còn nguyên mát kia ra mà xem nhá. Áo quần chưa mặc hết lại còn đòi tha thêm quần áo mới, mày làm gì nữa? Nghe cái giọng là có mùi tiếp 800 nghìn rồi. Này, hai con, mẹ có việc muốn nói với hai con. Việc gì ạ? À, từ trước đến giờ là các con đóng góp cho mẹ là mỗi tháng 10 triệu đúng không? Vâng. Đấy, thế nhưng mà các con biết đấy, bây giờ là giá cả nó cứ leo thang, nó rất là đắt đỏ. Thịt tăng giá rồi rau tăng giá. Đấy, hôm rồi đấy, mẹ mua cái mớ rau con tí thì thế này mà 15 nghìn bạc, con chết không rồi chứ. Đấy, thế là cái việc chi tiêu bây giờ nó rất là tốn kém. Và mặc dù là mẹ đã co kéo lắm rồi đấy, vâng, nhưng mà mẹ có ý kiến là bây giờ mỗi một tháng các con phải đóng cho mẹ là 20 triệu. 20 triệu à? Các con thấy nhiều quá phải không? Không phải là nhiều quá đâu ạ, mà là quá nhiều ạ. Quá nhiều á? Vâng, mà bọn con bây giờ nói thật mẹ là lương tháng hai vợ chồng cộng lại chỉ có mỗi 30 triệu thôi. Chưa đầy 30 triệu ạ. Mà bây giờ con nói thật mẹ nhá, con còn phải tiêu pha vặt vãnh nhá. Nào là xăng xe nào, rồi đám cưới đám hỏi này, cà phê cà pháo, rồi đi chơi đi. Thôi, con cắt bợi những cái thứ đó đi. Cà phê cà pháo, đám cưới đám hỏi, mua sắm con giảm đi nhá. Cái gì? Thôi tốt nhất nhá, không nói nhiều. Các con phải đóng cho mẹ mỗi tháng 20 triệu, nhớ chưa? Nhá. Dạ, con chào mẹ. À, em nói. Ngồi vào ăn cơm, chờ mãi đói quá. Này làm sao thế? Này, lại khóc à? Con làm sao thế? Đứa nào nó trêu con à? Không ai trêu con mẹ. Thế sao? Bây giờ công ty em ấy cắt giảm nhân sự chỉ còn 1/3 thôi. Chỉ còn 1/3 thôi á? Ừ. Thế là em có trong danh sách bị cắt giảm nhân sự à? Không, em không bị cắt giảm nhân sự, nhưng mà em cũng bị giảm 1/3 lương. Bây giờ lương của em mỗi tháng chỉ có gần 10 triệu thôi. Ôi dồi ôi con ơi, thế là tốt rồi, còn hơn rất nhiều người. Nên thôi đừng có buồn nữa. Không, nhưng mà mẹ ơi, bây giờ con cứ nghĩ đến cảnh hai vợ chồng con nằm quần quật cả tháng thì đâu có hơn 20 triệu để tiêu cái gì ạ? Thế thôi, thế bây giờ mẹ bảo đây, thế hai đứa vẫn đóng cho mẹ mỗi tháng chỉ có 10 triệu thôi mà. Này, thôi, không việc gì, gia đình mình còn hạnh phúc hơn nối người nhá. Thôi, ăn cơm đi, thôi không buồn nữa nhé. Chồng sẽ kiếm thêm việc chồng làm, vợ cứ yên tâm nhé. Thôi ăn đi. Này, em bảo này. Gì? Con bạn của em ấy nó kể nhá, nó bảo là vừa mới biết có một thầy đông y chuyên chữa hiếm muộn mắt tay cực kỳ luôn. Nó theo thầy chữa mà bây giờ nó có bầu rồi đấy. Thật á? Ừ. Này, hay là mai kia em và anh đi khám đi. Nhưng mà nó chữa trong bao lâu? Chữa trong 5 tháng là có đấy. 5 tháng à? Ừ. Thế chi phí mỗi một tháng là bao nhiêu tiền? 15 triệu. 15 triệu á? Ừ. Nhưng mà tiền đâu ra? Bây giờ đang cắt giảm chi tiêu rồi, mỗi tháng còn được có mỗi mấy triệu, bảo chữa 15 triệu thì đâu ra mà tiền? Thì cũng biết là phải chi tiêu hạn chế, nhưng mà cái chuyện con cái nó quan trọng chứ. Anh nhìn xem này, vợ chồng mình đâu còn trẻ nữa đâu. Thì anh biết là chuyện con cái quan trọng rồi, thế nhưng mà cái vấn đề nó là cái vấn đề không có tiền ấy. Thì tiền thì để em lo. Tiền để em lo? Em lấy đâu ra tiền? Vừa mới bị giảm lương rồi mà tiền để em lo. Lương 17 triệu á? Bé thôi. Sao mà bị cắt giảm lương rồi còn mỗi gần 10 triệu? Thì phải nói thế chứ. Này, anh nói với em nhá, mẹ biết, mẹ buồn đấy. Tự nhiên lại đi nói dối mẹ. Anh nói buồn cười thật đấy. Thế em làm như thế là vì một mình em đấy à? Trong nhà này anh biết đấy, bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Không những thế, hai vợ chồng mình ấy bằng này tuổi rồi, hiếm muộn con cái thì không có. Em cũng phải lo toan những cái việc đấy chứ. Có phải là em nghĩ cho một mình em đâu. Mẹ, hai con cứ thoải mái đi. Cái chuyện gì cần nghe thì mẹ cũng đã nghe hết rồi nha. Dạ, mẹ ơi. Con... Dạ... Mẹ... Dạ con...
Thôi không sao, trong này có 100 triệu. Đây, tiền này là tiền các con đưa cho mẹ. Mỗi một lần đưa mẹ đều trích lại một phần để giữ lại cho các con, để phòng khi các con cần thì mẹ đưa lại. Thế nhưng mà con thấy mẹ tiêu pha còn thiếu cơ mà. Thực ra là mẹ tưởng các con không tiết kiệm, các con phá phách, nên là mẹ mới yêu cầu các con đưa tiền hàng tháng cho mẹ. Thực ra là mẹ cũng giữ cho các con thôi, nhưng mà hôm nay mẹ thấy cái Hở nó biết lo lắng cho gia đình, nó biết vun vén cho hạnh phúc, nên là mẹ sẽ giao lại số tiền này cho các con. Các con hãy đi chữa và làm sao mau mau chóng chóng cho bố mẹ sớm có cháu nhé. Mẹ, thế mẹ không giận vì bọn con nói dối mẹ chứ ạ? Không, riêng chuyện này thì mẹ không giận. Phụ nữ phải biết vun vén cho gia đình con ạ. Con đã làm những việc ý nghĩa như thế này, mẹ thì yên tâm quá rồi. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Thôi nào, không khóc nữa.